hậu hủy diệt Singapore, Thái Bắc bất ngờ tuyên bố thanh trừng toàn diện đội Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam sau khi dễ dàng đánh bại đội tuyển Singapore với tỷ số 4-0 trong trận đấu giải giao hữu quốc tế Tam Hùng, những người ghi bàn trong trận đấu lần lượt là Văn Quyết, Thanh Nhàn, Hồ Tấn Tài, Khuất Văn Khang. Sau trận đấu với Singapore, huấn luyện viên Park đã tỏ rõ sự hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Hàn Quốc thì tạo ra không ít bất ngờ cho những phát biểu trong cuộc họp báo với mình. Theo đó, huấn luyện viên Park cho rằng đây là thời điểm chuyển giao lực lượng, đội tuyển Việt Nam cần phải có sự thay đổi trong đội hình nhằm hướng tới AFF Cup 2022. Giờ đây, các đội tuyển Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn mới và không thể nói cầu thủ nào là cầu thủ chủ chốt. Các cầu thủ cần phải cạnh tranh và không ai chắc suất được giữ vị trí của mình. AFF Cup 2022 sắp tới sẽ là dịp để cho các cầu thủ thể hiện. Ở trận đấu với Ấn Độ tới đây, huấn luyện viên Park sẽ tiếp tục thử nghiệm đội hình để chọn ra những cái tên tốt nhất, ông chia sẻ. Nhìn vào phát biểu thì có thể thấy rằng ông không hề che giấu ý đồ của mình. Hiện tại hàng tiền vệ và vị trí mũi nhọn trên hàng công là những vị trí mà huấn luyện viên Park đích thực tìm kiếm làn gió mới. Ông Park muốn tạo ra cơ hội cho Văn Quyết và Nhâm Mạnh Dũng để có thêm những sự lựa chọn trong vị trí ghi bàn. Còn nhớ AFF Cup, lựa chọn vị trí ghi bàn trong sự bế tắc và do phụ thuộc quá nhiều vào phong độ trung phong của Tiến Linh. Trước trận đấu như tôi đã nói, đội tuyển Việt Nam có 6 nhân tố mới và nhiều cầu thủ 23. Mục tiêu của ban huấn luyện đề ra là điền những cái tên tiềm năng này chuẩn bị cho lứa kế cận. Trừ Khuất Văn Khang, ngôi sao trẻ được thi đấu ít nhất 45 phút, các cầu thủ đều cho thấy là thi đấu nổi bật và có một tinh thần cống hiến rất cao. Tuy nhiên, chiến thuật của các tân binh thì vẫn chưa thể nắm hết. Bên cạnh đó, trung tuyến cũng là nơi mà ban huấn luyện đang muốn thay đổi. Cụ thể, viễn cảnh Quang Hải không trở về và đạt thi đấu cho AFF Cup 2022 vẫn còn đang bỏ ngỏ và đầy dang dở. Trong trận đấu với Singapore, chiến lược gia người Hàn Quốc muốn thử nghiệm hai tân binh, đó chính là Châu Ngọc Quang và Khuất Văn Khang. Bên cạnh đó, Tuấn Anh cũng đã được trao lại niềm tin trong quãng thời gian dài mất vị trí của mình. Đây chỉ là một trận giao hữu, trước khi bước vào giải chính thức thì mọi thứ sẽ khác. Cả tôi và ban huấn luyện Singapore đều giấu bài của mình. Dù sao, đối thủ sử dụng cầu thủ nào thì tôi vẫn cho rằng chúng tôi có những chuyên viên phân tích và đánh giá đối thủ, ông Park cho biết. Cuối cùng, nhà cầm quân xứ sở kim chi đã hài lòng về màn trình diễn của Văn Quyết. Như tôi đã nói, đội tuyển Việt Nam thì có nhiều cầu thủ trẻ và tân binh. Ở trước trận đấu thì tôi không kỳ vọng các học trò của mình sẽ thi đấu dễ dàng. Tuy nhiên, điều tôi hài lòng đó chính là ban huấn luyện có cơ hội để đánh giá các cầu thủ. Và về Văn Quyết, tôi cho rằng màn thể hiện của anh ấy chứng tỏ tại V-League vẫn còn rất nhiều cầu thủ có thể lên đội tuyển. Và ngày hôm nay tôi hài lòng với Văn Quyết. Để đánh giá hay phê phán một cầu thủ nào đó thì không phải là thói quen của tôi. Nếu đội thua thì tôi sẽ nhận trách nhiệm chứ không phải là cầu thủ. Và ngày hôm nay tôi biết rằng Văn Quyết đã thi đấu tốt, chỉ nhiều đó là đủ. Ông nhấn mạnh, không có ai chắc chắn là giữ được vị trí của mình, đồng nghĩa với việc ông thầy người Hàn tung ra nhiều chiêu khích tướng với các học trò của mình. Bên cạnh đó, Quang Hải, Công Phượng, Tiến Linh, Xuân Trường, Văn Thanh khi nhìn vào các đàn em tỏa sáng thì chắc chắn cũng sẽ nỗ lực để cống hiến thể hiện mình. Huấn luyện viên Park không đăng ký Đoàn Văn Hậu, cầu thủ đã có sự trở lại nổi bật trong màu áo của Hà Nội FC ở V-League trong trận đấu với Việt Nam và Singapore. Thay vào đó, ông đã tạo điều kiện cho Phan Tuấn Tài, lính mới lần đầu tiên trình làng đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ đã có một kỳ SEA Games 2021 đáng nhớ với ông Park, tiếp tục thể hiện sự tự tin trong ngày chào sân Việt Nam. Liên tiếp, có những pha dâng cao bên cánh trái và thực hiện những cú tạt có độ chính xác cao với đồng đội Nhâm Mạnh Dũng ở trong vòng cấm địa, đánh đầu dứt điểm. Sự tự tin của màn trình diễn đáng khen ngợi từ Phan Tuấn Tài sẽ là một điều kiện khiến cho Văn Hậu phải lo lắng trong sự cạnh tranh ở vị trí hậu vệ trái tới đây của đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, Thanh Nhân đã vào sân trung hiệp 2 cũng tạo ra sức ép nơi hàng công cực kỳ lớn trước hàng thủ. Cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai thậm chí chỉ có 5 phút trên sân để ghi siêu phẩm trong ngày ra mắt đội tuyển Việt Nam. Đó là một cú úp mu đầy quyết đoán đối với quỹ đạo bóng căng, làm chết lặng thủ môn kỳ cựu là Sunny. Có lẽ nếu như mà Văn Hậu không nỗ lực trong thời gian tới, vị trí cánh trái của anh sẽ bị lùm này dữ dội. Bên cạnh đó, Duy Cường, Văn Khoang hoàn toàn có thể quán xuyến tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Ở hàng công, Nhâm Mạnh Dũng cùng với Đình Duy đã chơi xông xáo và cũng rất hiệu quả. Nếu không cẩn thận thì những cái tên Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Hậu hay Tiến Linh sẽ bị thay thế trong chiến dịch AFF Cup vào cuối năm. Cơ hội của những gương mặt mới đến từ việc các trụ cột gặp vấn đề sức khỏe hay là những chuyện đột xuất. Dù trận thắng Singapore, tiền vệ đội trưởng Đỗ Hùng Dũng không thể góp mặt khi mà nhận tin buồn về gia đình ngay trước màn đọ sức. Theo đó, thì ông Đỗ Duy Thức,
là ông nội của Dũng đã qua đời vào sáng ngày 21 tháng 9. Sau khi mà nhận tin báo từ gia đình, Hùng Dũng đã trao đổi với huấn luyện viên Park và xin rời đội tuyển Hà Nội về chịu tang và được chấp thuận. Được biết, tiền vệ này dự kiến quay trở lại từ Việt Nam vào ngày 23 tháng 9 sau 2 ngày vắng mặt. Trong khi đó, thì thầy Park thì cũng không tung Giao Quang Hải vào sân vì là anh chưa đảm bảo sức khỏe sau một chuyến bay dài từ Pháp về Việt Nam. Trước khi diễn ra, đã có rất nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết rằng huấn luyện viên Park chưa từng chạm trán Singapore kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Trước đó, ở các cấp độ trẻ, U22 Việt Nam đã từng đánh bại U22 Singapore với tỷ số là 1-0 ở giai đoạn vòng bảng SEA Games 30. Đương nhiên, trước đối thủ yếu hơn về mọi mặt, đội tuyển Việt Nam đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại với tỷ số là 4-0. Bốn bàn thắng của Rồng Vàng đã được ghi bởi Văn Quyết, Thanh Nhân, Hồ Tấn Tài và Quất Văn Khang trong một thế trận hoàn toàn áp đảo. Với việc thắng Singapore, huấn luyện viên Park đã chậm trán và đánh bại 8 trên 10 đối thủ ở khu vực Đông Nam Á, nếu như mà tính riêng ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Như vậy, chỉ còn 2 đội nữa trong khu vực mà đội tuyển Việt Nam và dưới thời của chiến lược gia người Hàn Quốc chưa chậm trán là Brunei và Đông Timor. Cấp độ đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Park mới để thua một trận duy nhất trong khu vực Đông Nam Á, đó chính là thất bại 2-0 trước Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2021. Trong 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông thành người Hàn Quốc gặp Malaysia, Thái Lan nhiều nhất với số lượt là 6 và 5. Về phía Singapore, đây là đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2022 sắp tới, cùng năm bảng B. Trước đó ở AFF Cup 2018 và 21, thầy trò huấn luyện viên Park thì chưa có duyên đối đầu với đội tuyển đến từ đảo quốc sư tử. Và lần chạm trán vừa qua cũng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có thêm nhiều thông tin về đối thủ trước giải đấu quan trọng này. Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ còn một trận đấu giao hữu nữa trước Ấn Độ vào ngày 27 tháng 9 ở giải giao hữu Tam Hùng. Và ba đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tìm ra đội có thành tích tốt nhất. Với chiến thắng tỷ số là 4-0, đội tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế không hề nhỏ trước đối thủ Nam Á sắp tới.